Thưa quý vị, gần một năm nay, địa chỉ số 28 đường 59 ở khu phố 5 phường Thảo Điền thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến quen thuộc của hàng trăm người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây họ có thể thỏa sức lựa chọn cho mình các loại quần áo, giày dép với giá 0 đồng. Cửa hàng không đồng ở khu phố 5, phường Thảo Điền ra đời từ tháng 7 năm 2022 do anh Phạm Đức Hùng, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Thảo Điền sáng lập với tấm lòng sẻ chia. Ai cần đến lấy, ai thừa đến cho. Cửa hàng không đồng của tôi hoạt động với mục đích là chung sức vì nhân đạo và có thể giúp đỡ cho nhiều người khó khăn, tạo một cái nơi để trao đổi giữa những người, người ta có những món đồ gì đó người ta không sử dụng đến hoặc là không cần đến hoặc là người ta có thể mua món mới rồi, còn món cũ gì đó người ta có thể mang đến đây. Và có những người người ta sẽ đến và nhận về những thứ mình cần. Đa phần những món đồ nơi đây có được đều nhờ sự kêu gọi, quyên góp của các thành viên Hội Chữ Thập Đỏ. Sau này hoạt động của cửa hàng được nhiều người biết đến, có nơi gửi thêm gạo, nhu yếu phẩm. Nhờ vậy mặt hàng nơi đây cũng đa dạng hơn. Vào mỗi buổi sáng, các thành viên sẽ tập hợp lại rồi bắt tay vào công việc. Người nhận hàng, người phân loại đồ theo từng độ tuổi, sau đó sắp xếp và treo lên ngay ngắn. Ngoài những cái giờ, ví dụ như người ta tới, người ta cho mà có gặp mà các còn tôi mà ở cửa hàng trực, thì người ta sẽ đưa đồ tới. Còn nếu không thì là có cho số điện thoại, thì là gọi thì chúng tôi bất kể lúc nào chúng tôi cũng tới tiếp nhận. Một tuần tới hai lần. Lần trước tới đây mấy bác với mấy cô có cho gạo, đường. Bữa nay là cho dầu, cửa hàng không đồng, giúp cho tôi được nhiều cái tiền chi phí. Tôi cũng cảm ơn cửa hàng không đồng với cô chú, ông bà càng giúp cho chúng tôi. Đa phần khách của cửa hàng là những người có thu nhập thấp, người bán hàng rong, bán vé số hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Chứng kiến niềm vui của người dân khi nhận phần quà hay ướm trên mình những bộ quần áo vừa ý là động lực để các thành viên tiếp tục với công việc không lương này. Chúng tôi đây cũng giúp được như vậy thì chúng tôi cũng rất là vui. Tôi rất muốn mở cửa hàng xuyên suốt, từ nói chung là mở cửa hàng ngày để cho có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Hiện nay, cửa hàng không đồng mở cửa sáng thứ 3, thứ 5 và thứ 6 hàng tuần. Điều mong mỏi lớn nhất của tất cả thành viên trong Hội Chữ Thập Đỏ phường Thảo Điền là có ngày càng nhiều hơn nữa những tấm lòng chung tay ủng hộ giày dép, quần áo, vật dụng, nhu yếu phẩm để cửa hàng được duy trì, giúp thêm được nhiều người, nhân lên những giá trị nhân văn, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, tốt đẹp trong cuộc sống.